Kênh tổ chức show cuối năm tưởng nhớ cổ nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh sau khi bộ phim 30 tỷ của Hồng Loan tạm dừng. Thưa quý vị khán thính giả, sự cố chia 3 xẻ 7 nội bộ phía Hồng Loan là điều không ai muốn. Đang vui vẻ sầm vầy, đột nhiên quay mặt giận dỗi đấu tố, Ni buồn, Vũ Linh buồn, Hồng Loan buồn, Nguyên Vũ buồn, Phương Lê buồn, quý khán giả cũng buồn. Chỉ có mỗi kênh là vui, lợi dụng lúc MV lẫn bộ phim 30 tỷ về cuộc đời của Hồng Loan tạm dừng sản xuất. Phía kênh đã tranh thủ thực hiện dự án lớn cuối năm, một lần nữa đem hình ảnh của ba Hồng Loan ra bán. Thưa quý khán giả, không chỉ nội bộ anh chị em ra mặt bảo vệ Hồng Loan chia 3 xẻ 7, mà cộng đồng mạng khán giả ủng hộ Hồng Loan cũng có dấu hiệu chia phe phái khi họ ủng hộ riêng cho cá nhân thần tượng của mình. Phương Lê, Nguyên Vũ cũng có điểm chung là yêu chính nghĩa, yêu thương Hồng Loan, nhưng lại thiếu cùng ngồi xuống để nói chuyện. Giờ đây tình cảm anh em thân thiết vui vẻ livestream bán hàng giúp cho Hồng Loan cùng lên mộ cố nghệ sĩ thắp nén hương có lẽ chỉ còn trong dĩ vãng. Chị Ni đã nhận lỗi, tại chị anh Nguyên Vũ đã dặn là báo cho Phương Lê việc Hồng Loan đóng MV nhưng Ni bận chưa kể cho Phương Lê. Dù Nguyên Vũ đã xuống nước dừng quá trình sản xuất MV, anh nói mình làm anh phải nhường bước để dĩ hòa vi quý. Nhưng Hoa hậu Phương Lê vẫn chưa hạ quả, tuyên bố Nguyên Vũ không xứng đáng được gọi là anh, tuyên bố không bao giờ ngồi chung mâm với Nguyên Vũ, tuyên bố Hồng Loan đừng nên bước chân vào showbiz, 40 tuổi rồi, lò buôn bán đi, showbiz sợ cái gì. Dù chính chị là người đầu tiên gợi mở, hướng đưa mớm vào đóng bộ phim về cuộc đời của chính mình, không chỉ nội bộ của chính nghĩa, các hội nhóm ủng hộ Hồng Loan cũng xảy ra lục đục. Cùng ủng hộ Hồng Loan, nhưng người ủng hộ Phương Lê, người lại ủng hộ cho Nguyên Vũ. Từ một nhóm có chung chí hướng là bảo vệ con gái ông Hoàng, trở thành cái chợ đòi co. Đáng tiếc và quả đáng buồn, chúng ta buồn một, tiếc một, thì người buồn, tiếc và mệt mỏi gấp 10 lần chính là chị Ni. Dù chị Ni đã nhận mâu thuẫn Nguyên Vũ Phương Lê là do Ni, Ni là trung gian, nhưng vì không truyền tải thông tin rõ ràng, tắc trách nên khiến hai bên lục đục. Chị Ni vừa chống ngoài, đỡ ở bên trong, làm sao vừa giữ được tình bạn, tình anh em cho Hồng Loan. Tội cho Ni, thương cho Ni, vì trách quá nhiều vấn đề về Hồng Loan mà chẳng được lợi ích gì. Ca sĩ Nguyên Vũ hay Hoa hậu Phương Lê gãy, không hợp thì nghỉ chơi cũng chẳng sao, nhưng Ni gãy, nhưng Ni mà gãy là Hồng Loan sẽ gãy, Ni mà buông tay thì Hồng Loan sẽ chết. Thưa quý khán giả, nghệ sĩ Kim Thoa từng nói, cộng đồng mạng như những con cá tra, đợi sơ hở của nhà bà ta là đớp. Câu nói này ngày nay hiệu ứng với chính biệt đội ăn chặn, ăn cướp, thầu đám tang, cá tra quang minh, cá tra lành chành. Đang đớp, đang táp lấy, táp để, sơ hở của phía Hồng Loan, những con cá tra đang ăn chực, thèm mùi lâu lắm rồi, nay mới có cơ hội để đớp cho no bụng trường thay. Cá tra quang minh, gã đàn ông gần đất xa trời, bám váy vợ, vẫy của con gái, đang ăn trực quán bún bò, ngày qua ngày, cà khịa, làm phim 30 tỷ thì cũng vứt. Ý nói phim của Hồng Loan, toàn xạo, toàn giả và toàn dốc. Còn con cá tra, lành chành thì mỉa mai, vai 100 tỷ, để Kim Hồ làm MV, đêm mưa nhớ cậu. Một gã đàn ông vô dụng trơ trẽn, một gã đàn bà vô duyên và kịch cỡm, thân mình lo còn chưa xong, đi cà khệ chuyện của người giàu. Lo ăn nói cho có tâm có đức, nói cho đúng sự thật, đặng trời Phật phù hộ cho cái căn nhà, cái quán đứng tên của chính mình, chứ đừng có ăn nói xà lơ, bị chửi hoài thì làm sao mà ngóc đầu lên nổi. Không chỉ cà khịa vụ MV bên phía của Hồng Loan, phía kênh còn thể hiện sự đồng lòng quyết tâm ra một sản phẩm nghệ thuật vào cuối năm nay. Cụ thể vào ngày 12 tháng 12 sẽ là một live show siêu to khổng lồ quy mô lớn hơn sân khấu Thái Gà để tưởng nhớ cậu nhân dịp cuối năm. Có lẽ show dỗ tổ bán hình ảnh danh dự của cậu nhiều tiền quá nên gấp rút tổ chức live show thứ hai bán tiếp một lần nữa. Mà không chỉ có live show thứ hai mà sẽ có live show thứ ba, thứ tư, thứ năm, live show thứ N. Đến chừng nào Hồng Loan thắng pháp lý lấy toàn quyền và hình ảnh của cha thì chúng mới dừng lại. Nói về đồng lòng cướp tài sản, đồng lòng hại người, đồng lòng thầu đám ma, lợi dụng hình ảnh của người khác thì chẳng nơi đâu đoàn kết một lòng bằng bè lũ kênh. Đoàn kết đem lại tiền tài, được trả tiền, thuê chửi mướn thì tội gì mà không nắm tay nhau chiến đấu. Thưa quý vị, hiện tại Hồng Loan đang trên cờ pháp lý lẫn truyền thông, nhưng không nên khinh địch, không ai biết chúng còn âm mưu thủ đoạn nào để hại con gái của ông Hoàng Hậu Quản. Dẫu mâu thuẫn của Phương Lê Nguyên Vũ không làm ảnh hưởng đến câu chuyện pháp lý của Hồng Loan, tuy nhiên có thêm sự giúp đỡ của họ thì Hồng Loan như hổ mọc thêm cánh. Hy vọng họ sẽ nhớ lại những khoảnh khắc vui vẻ cùng nhau tổ chức lễ tạ mã hội hướng công đức cho cô.